Mẹ ơi, trong những giấc mơ con hằng đêm, biết bao lần con muốn cất lên tiếng gọi, tiếng gọi thiết tha từ sâu thẳm trái tim. Mẹ, con nhớ mẹ. Giờ đây, khi chỉ có thể chạm vào mẹ trong những giấc mơ, con mới hiểu những năm tháng qua, điều hối tiếc nhất của con là chưa một lần nói với mẹ rằng để thời gian và những miết mài cuộc đời cuốn đi, để rồi mãi mãi không thể nói. Và mẹ cứ âm thầm chờ đợi, âm thầm lắng nghe, âm thầm chở che con cho đến những mùa xuân cuối cùng. Ta đi chọn kiếp con người cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Con sinh ra trên đời đã kịp dành cho mẹ những yêu thương như thế. Xin hãy chập lại một phút thôi. Có thể nói là âm nhạc đã có thể chạm tới cảm xúc của tất cả chúng ta, khơi dậy trong chúng